Du già sư địa luận. Sao gọi là du già sư địa? Đó là 17 địa. Những gì là 17? Ốt Đà Nam nói: năm thức tương ưng ý ba địa gồm hữu tầm tứ, tam ma địa và phi, hữu tâm vô tâm địa, văn tư tu sở thành. Như thế đủ ba thừa, hữu y và vô y, đây gọi 17 địa. 1. Năm thức thân tương ưng địa. 2. Ý địa. 3. Có tầm, có tứ địa. 4. Không tầm, chỉ có tứ địa. 5. Không tầm, không tứ địa. 6. Tam ma hí đa địa. 7. Phi tam ma hí đa địa. 8. Hữu tâm địa. 9. Vô tâm địa. 10. Vô văn sở thành địa. 11. Tu sở thành địa. 12. Tu sở thành địa. 13. Thanh văn địa. 14. Độc giác địa. 15. Bồ tát địa. 16. Hữu dư y địa. 17. Vô dư y địa. Như vậy lược thuyết có 17 địa gọi là du già sư địa. 1. Phần bản địa. 2. Phần nhiếp quyết trạch. 3. Phần nhiếp thích. 4. Phần nhiếp dị môn. 5. Phần nhiếp sự. 1. Phần bản địa. Quyển 1, thứ 1, năm thức thân tương ưng địa. A. Phần trong sanh tử, sao gọi là năm thức thân tương ưng địa? Đó là tự tánh sở y sở duyên trợ bạn và tác nghiệp của năm thức thân, như vậy gọi là năm thức thân tương ưng địa. Những gì gọi là năm thức thân? Một, nhãn thức. Hai, nhĩ thức. Ba, tỷ thức. Bốn, thể thức. Năm, thần thức. Một, nhãn thức. A, tự tánh, đó là nương nơi mắt nhận rõ sắc. B, sở y, cầu hữu y là mắt. Đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là a lại gia thức. Chỗ thu nhiếp dị thục, chỗ nương lãnh thọ và giữ gìn tất cả chủng tử đây. Như vậy lược có hai loại sở y, sắc và chẳng phải sắc. Mắt là sắc, còn lại là chẳng phải sắc. Mắt là tịnh sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương dựa của nhãn thức không thể thấy có đối ngại. Ý là thức quá khứ không gián đoạn của nhãn thức. Tất cả chủng từ thức là từ thời vô thủy đến nay vui đắm hí loạn vân tập, làm nhân mà sanh ra tất cả chủng từ thức dị thục. C, sở duyên là sắc có thể thấy có đối ngại. Đây có rất nhiều chủng nhưng nói được có ba, đó là hiện sắc, hình sắc và biểu sắc. Hiện sắc như sắc xanh vàng đỏ trắng, bóng sáng tối, mây khói bụi mù và hiện một sắc không. Hình sắc như các sắc ngắn dài, vuông tròn thô tế, thẳng không thẳng, cao thấp. Biểu sắc, tất cả sắc thuộc loại biểu hiện như cầm nắm vứt bỏ, co duỗi, đi đứng ngồi nằm. Lại hiện sắc, hoặc sắc hiện rõ sở hành của nhãn thức, hình sắc, hoặc sắc tích tập, tướng phân biệt dài ngắn. Biểu sắc, tức sắc tích tập sanh diệt tương tục ở đây do nhân biến đổi mà không sanh trở lại chỗ sanh trước, lại chuyển sanh ở nơi khác, hoặc không gián đoạn, hoặc có gián đoạn, hoặc gần hoặc xa khác nhau, hoặc ở tại chỗ đây biến đổi mà sanh. Lại hiện sắc như ánh sáng sai khác, hình sắc như dài ngắn tích tập sai khác. Biểu sắc tức là do tác dụng của nghiệp làm chỗ nương nên động chuyển sai khác. Như vậy tất cả hiện sắc, hình sắc và biểu sắc là sở hành của mắt. Cảnh giới của mắt là sở hành nhãn thức. Cảnh giới nhãn thức, sở duyên nhãn thức là sở hành ý thức. Cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức, đây là tên gọi sai khác. Lại tức sắc đây có ba chủng, hoặc hiện sắc đẹp, hoặc hiện sắc xấu, hoặc hiện hiện sắc khác nhau, sắc giống nhau. Đề trợ bạn là các pháp sở hữu của tâm, cầu hữu tương ưng với nhãn thức, đó là tác ý, xúc, tưởng, tư. Lại các pháp kia đồng một sở duyên, chẳng cùng một hành tướng, mỗi pháp cầu hữu tương ưng với nhãn thức mà chuyển. Lại tất cả các pháp kia đều từ tự chủng tử của mình mà sanh. E, tác nghiệp. Nên biết có 6 chủng, bao gồm chỉ phân biệt rõ cảnh sở duyên của mình, gọi là nghiệp ban đầu. Chỉ phân biệt rõ tự tướng, chỉ phân biệt rõ hiện tại, chỉ phân biệt rõ một sát na. Lại chuyển theo ý thức, chuyển theo thiện ác, chuyển theo nghiệp phát khởi. Lại chấp lấy quả đáng yêu thích, không đáng yêu thích, là nghiệp thứ 6. 2. Nhĩ thức. A. Tự tánh, đó là nương nơi tai phân biệt rõ âm thanh. B. Sở y, cầu hữu y là tai, đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tất cả chủng tử a lại gia thức. Tai là tịnh sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương của nhĩ thức không thể thấy có đối ngại. Ý và tất cả chủng tử như trước đã phân biệt. C. Sở duyên, đó là âm thanh không thể thấy có đối ngại. Đây lại có nhiều chủng âm thanh,
như tiếng la ốc, tiếng trống lớn nhỏ, tiếng ca múa, tiếng âm nhạc, tiếng hát hò, tiếng cười đùa, tiếng kêu la, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng gió rừng cây, tiếng rõ ràng, tiếng không rõ ràng, tiếng có nghĩa, tiếng vô nghĩa, tiếng lớn nhỏ vừa, tiếng sông suối, tiếng đấu tranh ồn tạp, tiếng thọ trì diễn thuyết, tiếng luận nghĩa quyết trạch. Hết thảy các loại âm thanh như vậy có rất nhiều, nhưng tóm lược thành ba chủng: một, âm thanh do đại chủng lãnh thọ giữ gìn; hai, âm thanh do đại chủng không lãnh thọ giữ gìn; ba, âm thanh do đại chủng lãnh thọ giữ gìn, không lãnh thọ giữ gìn. Âm thanh thứ nhất duyên bên trong, âm thanh thứ hai duyên bên ngoài, âm thanh thứ ba duyên cả trong ngoài. Đây lại có ba chủng: âm thanh tốt, âm thanh xấu, âm thanh đối nhau. Lại âm thanh là biểu hiện sự phát ra như hót, nói, giống. Đây là tên gọi sai khác. Như vậy tất cả âm thanh là sở hành của tai, cảnh giới của tai, là sở hành nhĩ thức, cảnh giới nhĩ thức, sở duyên nhĩ thức, là sở hành ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức. Đề trợ bạn và e tác nghiệp nên biết như nhãn thức. Ba, tỷ thức. A, tự tánh, đó là nương nơi mũi người nhận biết hương. B, sở y, câu hữu y là mũi. Đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tất cả chủng tử an lại gia thức. Mũi là tịnh sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương tựa của tỷ thức. Không thể thấy có đối lại ý và tất cả chủng tử như trước đã phân biệt. C, sở duyên là hương, không thể thấy có đối lại hương lại có nhiều chủng: hương thơm, hương thối, hương vừa. Mũi nhận biết rõ hương của gốc, mầm, hoa, lá, quả. Hết thảy hương đây có nhiều loại. Lại hương là chỗ nghe được của mũi, chỗ nhận biết của mũi và chỗ ngửi được của mũi. Đây là tên gọi sai khác. Như vậy tất cả hương là sở hành của mũi, cảnh giới của mũi. Là sở hành tỷ thức, cảnh giới hy tỷ thức, sở duyên tỷ thức. Là sở hành ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức. D, trợ bạn và E, tác nghiệp nên biết như trước. 4, thiệt thức. A, tự tánh, đó là nương nơi lưỡi nếm biết vị. B, sở y, cầu hữu y là lưỡi. Đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tất cả chủng tử át lại gia thức. Lưỡi là tịnh sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương của thiệt thức. Không thể thấy có đối ngại và ý và tất cả chủng tử như trước đã phân biệt. C, sở duyên là vị, không thể thấy có đối ngại. Đây lại có nhiều chủng tử như chua cay đắng, ngọt ngọt mặn, lạt, vừa ý không vừa ý. Lại vị, chỗ gọi là nếm, nuốt, ăn, uống, mút, thọ dụng. Đây là tên gọi sai khác. Như vậy tất cả vị là sở hành của lưỡi, cảnh giới của lưỡi. Là sở hành thiệt thức, cảnh giới thiệt thức, sở duyên thiệt thức. Là sở hành ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức. Đề trợ bạn và e tác nghiệp nên biết như trước. 5, thần thức. A, tự tánh, đó là đường nơi thần cảm giác rõ các xúc chạm. B, sở y, câu hữu y là thần. Đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tất cả chủng tử át lại gia thức. Thần là tịnh sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương của thân thức. Không thể thấy có đối ngại ý và tất cả chủng tử như trước đã phân biệt. C, sở duyên là xúc chạm, không thể thấy có đối ngại. Hết thảy lại xúc chạm có rất nhiều, như đất nước, gió, lửa, nặng nhẹ, trơn giết, lạnh đói, khát, no, sức yếu, thông thả, vội gấp, bệnh, già, chết, ngứa, buồn, mỏi, mệt mỏi, dính vào, nghỉ ngơi, mềm mỏng, hăng hái, khiếp sợ. Đây sẽ làm ba trùng, xúc ưa, xúc chẳng ưa và xả nơi xúc, thần xúc. Lại xúc là chỗ xoa sát, chỗ xúc chạm nhau, hoặc cứng hoặc mềm, hoặc động hoặc ấm. Đây là tên gọi sai khác. Như vậy tất cả xúc là sở hành của thân, cảnh giới của thân, là sở hành thân thức, cảnh giới thân thức, sở duyên thân thức, là sở hành ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức. D, trợ bạn và E, tác nghiệp nên biết như trước. Lại nữa, tuy mắt không bị hư hoại, xác hiện ở trước, nếu không khởi tác ý đúng lúc thì chỗ sanh nhãn thức tất chẳng sanh được. Nói chung, mắt không bị hư hoại, xác hiện ở trước, tránh khỏi tác ý thì chỗ sanh nhãn thức mới sanh được. Như chỗ sanh nhãn thức thì chỗ sanh nhĩ thức cho đến chỗ sanh thân thức nên biết cũng vậy. Lại nữa, do nhãn thức sanh nên theo thứ lớp có ba tâm sanh khởi, đó là tâm thoạt hiện, tâm tổng cầu và tâm quyết định. Tâm thứ nhất ở nhãn thức, tâm thứ hai ở ý thức, tâm thứ ba mới có nhiễm có tịnh. Từ đây về sau mới có tất cả dòng chảy của nhãn thức thiện bất thiện chuyển, nhưng nhãn thức kia chẳng do tự lực mình phân biệt, cho đến ý đây chẳng thu hướng cảnh khác. Trải qua thời gian ấy, hai thức là nhãn thức và ý thức, hoặc thiện hoặc nhiễm tương tục mà chuyển, như nhãn thức sanh thì nhĩ thức cho đến thần thức sanh nên biết cũng vậy.
Lại nữa, nên quán sở y của năm thức, ví như phương tiện đưa người sang phương khác, sở duyên như việc làm trợ bạn, như bạn nữ, nghiệp như năng lực của mình, hoặc nhìn một cách khác, tức là quán sở y của năm thức, như nhà người ở, sở duyên như vật thọ dụng, trợ bạn như người giúp việc, nghiệp như tác dụng. Thứ hai, ý địa, phần 1, đã thuyết năm thức thân tự ứng địa. Sao gọi là ý địa? Ý địa đây nên biết cũng có năm tướng, bao gồm tự tánh, sở y, sở duyên, trợ bạn và tác nghiệp. Một tự tánh đó là tâm, ý, thức. Tâm mà tánh của nó làm chỗ cho tất cả chủng tử nương theo về. Tánh nương dựa ý chỉ, thể năng chấp thọ, chỗ thu nhiếp dị thục là a lại gia thức. Ý là ý hành liên tục của sáu thức thân diệt không gián đoạn. Thức là rõ biết cảnh giới sở duyên hiện tiền. Hai, sở y, đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tất cả chủng tử a lại gia thức như đã thuyết ở trước. Và sở duyên là tất cả pháp như chỗ thích hợp nếu chẳng cùng chung với sở duyên, tức là thọ tưởng hành quẩn vô vị, sắc không thấy không đối ngại, sáu nội xứ và tất cả chủng tử. Bốn, trợ bạn là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, tam ma địa, tuệ, tín, tàm quý, không tham, không sân, không si, tinh tấn, khinh an, không phóng dật, xả, bất hại, tham khỏe, vô minh, mạn kiến, nghi, phẫn hận, phú não, tật, san, cuống, diểm, kiêu hại, không tàm, không quý, hôn trầm, trạo cử, bất tín, giải đãi, phóng dật, tà dục, tà thắng, giải, vọng niệm tán loạn, không tránh biết, ác tác, thủy miên, tầm tứ, hết thảy loại như vậy, cầu hữu tương ứng với pháp sở hữu của tâm, đây gọi là trợ bạn, đồng một sở duyên mà chẳng đồng hành tướng, cùng lúc sanh khởi mà mỗi mỗi tự chuyển, mọi pháp đều tự chủng tử của mình sanh ra, lại cùng tương ứng lẫn nhau, có hành tướng, có sở duyên, có sở y. Năm, tác nghiệp, năng rõ biết cảnh sở duyên của mình, đây gọi là nghiệp đầu tiên, lại năng rõ biết tự tướng, cộng tướng, lại năng rõ biết đời quá khứ, vị lai hiện tại, lại rõ biết sát na, hoặc rõ biết tương tục, lại làm chuyển, tùy chuyển, khiến phát khởi tất cả nghiệp tịnh, bất tịnh, lại năng thủ lấy quả đáng yêu thích, không đáng yêu thích, lại năng dẫn thức thân khác, lại năng làm nhân phát khởi tất cả dòng chảy của thức thân, lại ý thức so với các thức thân khác có tác nghiệp thù thắng hơn. A. Phân biệt sở duyên. B. Quan sát sâu sở duyên. C. Say. D. Cuồng. E. Mộng. F. Thức. G. Sầu. H. Tỉnh. I. Năng phát khởi thân nghiệp, ngữ nghiệp. G. Năng ly dục. K. Thối thất, ly dục. L. Đoạn thiện căn. M. Thiện căn tương tục. N. Chết, O. Sống. A. Sao gọi là phân biệt sở duyên? Là bảy chủng phân biệt hữu tướng, phân biệt vô tướng, phân biệt nhậm vận, phân biệt tầm cầu, phân biệt quán xét, phân biệt nhiễm ô, phân biệt không nhiễm ô. Phân biệt hữu tướng là chỗ khởi phân biệt của người có căn đã thành thục, trước khéo léo, lãnh thọ nghĩa. Phân biệt vô tướng là chỗ có phân biệt của người ở vị anh nhi, không khéo léo, trước chỉ tùy theo việc được dẫn dắt. Phân biệt nhậm vận là chỗ có phân biệt do ở nơi cảnh giới hiện tiền, bị cuốn theo thế lực cảnh nên nhậm vận chuyển. Phân biệt tầm cầu là chỗ khởi phân biệt do tìm cầu quan sát đối với các pháp. Phân biệt quán xét là chỗ khởi phân biệt do đối với điều mình đã tầm cầu, mình đã quan sát mà an lập quán xét. Phân biệt nhiễm ô là chỗ có phân biệt do đồng hành với luyến tiếc ở quá khứ, đồng hành với hy vọng được vui ở vị lai và đồng hành chấp đắm ở hiện tại, hoặc phân biệt dục, hoặc phân biệt khỏe, hoặc phân biệt hại, hoặc phân biệt tùy theo một trong số các phiền não tương ứng với tùy phiền não. Phân biệt không nhiễm ô là chỗ có phân biệt do ở nơi hoặc thiện hoặc vô ký, đó là phân biệt xuất ly, phân biệt không khỏe, phân biệt không hai, hoặc chỗ có phân biệt do tương ứng với thiện pháp như tín, tàm quý, hoặc chỗ có phân biệt do biểu hiện oai nghi các việc công xảo và các biến hóa. Hết thảy loại như vậy gọi là phân biệt sở duyên. B. Sao gọi là quán sát sâu sở duyên? Đó là chỗ dẫn như lý, chỗ dẫn không như lý, chỗ dẫn chẳng phải như lý, chẳng phải không như lý. Chỗ dẫn như lý không làm tăng những gì không như thật có, như bốn điên đảo ở nơi vô thường, điên đảo cho là thường, ở nơi khổ điên đảo cho là vui, ở nơi bất tịnh điên đảo cho là tịnh, ở nơi vô ngã điên đảo cho là ngã,
cũng không làm giảm những gì chân thật có, như các tà kiến không thí cho cùng hết thảy các hạnh tà kiến, hoặc do trí pháp trụ nên như thật rõ biết các sự sở trì, hoặc do trí thiện thanh tịnh xuất thế gian nên như thật giác biết các pháp sở trì, như vậy gọi là chỗ dẫn dẫn như lý. Chỗ dẫn không như lý là tướng trái với chỗ dẫn như lý. Chỗ dẫn chẳng phải như lý, chẳng phải không như lý. Nương tuệ vô ký quan sát sâu các pháp, như vậy gọi là quan sát sâu sở duyên.